sau khi thay đổi nhà tài trợ đấy, thì cái điểm mà ra sân tập thì rõ ràng là các cầu thủ ra sân nó các em nó chơi rất là cái tinh thần này là cao. Nhà tài trợ Tấn Long đã cải thiện về mọi mặt, từ tất cả mọi cái sinh hoạt, ngoài sinh hoạt ở trong đội, chế độ dinh dưỡng, lương thưởng đấy thì được đãi ngộ tốt, cho nên là khi ra sân cả cầu thủ sẽ làm việc nó hứng phấn tốt hơn và thuận lợi cho tôi trong công tác huấn luyện. Hiện tại bây giờ với cầu thủ đang có mặt trên sân, các bạn thấy đấy, chạy đấy, thì chúng tôi đang có cả bạn Peter này, bạn Bruno đấy, là hai cầu thủ đang hiện tại ở trên sân đấy, đấy. Và trong thời gian sắp tới đấy, chúng tôi sẽ xúc tiến và cố gắng đưa cả cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị, cả cầu thủ nước ngoài để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Và trong đấy thì đã có những cầu thủ chúng tôi sắp đưa về là Ola đấy, cầu thủ đấy và thêm một vài vị trí. Trong thời gian này chuẩn bị, chúng tôi đã có phương án chiến thuật, nhưng hiện tại cầu thủ để đưa vào chiến thuật hoặc chiến thuật đưa vào cầu thủ là chúng tôi đang thiếu những cầu thủ đấy, cho nên chúng tôi sẽ lắp ghép từng mảng. Còn trong chiến thuật chúng tôi định hình và mọi cái thì trong ban huấn luyện tôi chúng tôi đã có và đang thảo luận thêm để đưa ra chiến thuật tốt nhất để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Cái này thì tôi đang thuận lợi cái là cái sự kết nối giữa cầu thủ đội tuyển và các cầu thủ đấy, và kết nối giữa cái hưởng ứng của đội tuyển tham gia vòng loại World Cup khu vực châu Á tại các tiểu vương quốc Ả Rập đấy. Trước lúc đi thì các bạn đấy với các bạn đội và tôi cùng chia sẻ mọi cái chuẩn bị đón nhà tài trợ mới Tấn Long. Thời điểm các bạn chuẩn bị đi ấy, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ, và trong cái thời gian này các bạn ở bên kia thì buổi tối chúng tôi cũng thấy các bạn cũng qua các cái thông tin các bạn cũng chia sẻ với đội bóng, thì cái đấy là cái quan trọng, cái kết nối giữa đội bóng và ban lãnh đạo cùng huấn luyện viên với cầu thủ đội tuyển là cái kết nối đấy, là kết nối quan trọng nhất. Còn cái ở trên sân thì cái đấy liên quan với chiến thuật và thiếu vắng, thì tôi nghĩ đó là vấn đề đối nào cũng thế, chẳng phải là chắc đội Sông Lam, mà đội nào thiếu vắng mà không có người tập ít người thì khi nào tối mới lo. Nhưng hiện tại tôi có tất cả các cầu thủ đây và có thêm vài cầu thủ trẻ của các lứa U, nếu như đội thiếu người sẽ đưa lên tập để hỗ trợ cho các anh có đủ quân số tập. Tôi cũng có vấn đề chi tiết sơ tập. Cái điều đầu tiên ấy là trách nhiệm của tôi khi lên nhận chức làm huấn luyện viên trưởng có quyết định này, cái trách nhiệm của tôi là tôi phải làm việc ở ngoài sân, giúp các cầu thủ tập luyện và tiếp nhận những cái gì các bạn có thể là chỉ xem mà chưa tiếp nhận được cái kiến thức, thì tôi sẽ bổ sung và làm việc kịch lực nhất trên sân, tốt nhất để các bạn chuẩn bị có một cái tinh thần này, cái thể lực, cái tinh thần này và cái sự giang tay mở ra để đón nhận cái lượt các lượt trận sắp tới. Tức là một lần lượt cuối và 6-7 trận còn lại là vào sân sẽ là có một cái động lực thi đấu tốt nhất. Thì tôi cũng mong là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện làm hết sức mình ở trong sân. Còn kết quả thì cái đấy thì đâu phải là đội Sông Lam mạnh đâu, có nhiều đội còn mạnh nữa. Nhưng thời điểm này chúng tôi sẽ làm hết sức mình cùng nhà tài trợ mới để giữ được hạng. Đó là điều quan trọng nhất, tối đa nhất. Và mong người hâm mộ hãy tin tưởng các cầu thủ đấy, và đồng lòng chia sẻ và thời điểm này tức là chia sẻ với anh em đấy. Còn nhiệm vụ của chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất để cho người hâm mộ tin tưởng vào bóng đá Sông Lam và nhà tài trợ mới.